Xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của King Rap. Nếu anh em là một người chơi xe thì trong cái lần họp hội Land Rover vào ngày 3 tháng 10 vừa rồi ấy, thì trong cả một đoàn xe chỉ có màu vàng, chỉ có màu trắng và màu đen thì cứ nổi bần bật một chiếc xe, đó là chiếc Evoque màu vàng. Và hôm nay tại King Rap mình bổ sung thêm cho trong hội này thêm một màu sắc mới, đó chính là màu xanh, cũng trên một chiếc xe, đó là Evoque. Và chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem cái chiếc xe này nó như thế nào nhé. Vừa rồi là những hình ảnh chúng ta vừa chiêm ngưỡng về chiếc xe Range Rover Evoque màu xanh, sky blue. Nếu như có bất cứ thông tin hay ý kiến thắc mắc gì, anh em hãy comment ở phần comment phía bên dưới để chúng tôi có thể giúp anh em trả lời các câu hỏi của mình. Và nếu anh em thấy video này hay và có ích, hãy đừng quên cho chúng tôi xin một like và một subscribe. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.